Sáng Thế và nét gấp đôi, chân công tiến, tiến sĩ triết học. Sáng Thế là sách đầu tiên của thánh kinh. Nó chứa đựng tư tưởng căn bản của thánh kinh. Nói cách khác nó là nguồn suối từ đó thánh kinh phải được giảng giải. Thánh kinh quy định đạo cho đời sống của con người hầu con người có thể vào nước trời hay thiên đàng. Vậy qua Sáng Thế chúng ta có thể nhìn thấy đạo đó như thế nào? Một, vâng lời Thiên Chúa và sống trong địa đàng. Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva. Thiên Chúa để cho họ sống trong vườn ế đen hay địa đàng. Họ ở đó và Thiên Chúa bảo họ được ăn mọi trái của các cây, ngoại trừ trái của cây trường sinh ở giữa vườn cho biết điều thiện điều ác. Như vậy nếu họ tuân theo lời của Thiên Chúa, họ sẽ tiếp tục ở trong địa đàng. Địa đàng có trước sự phân biệt thiện và ác con người như trẻ thơ không biết điều thiện điều ác. Thiên Chúa cho họ làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, gia thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò trên mặt đất. Xem ra con người sẽ sống trong địa đàng một cách an nhàn. Thiên Chúa phán, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi gia thú, chim trời và mọi vật bò dưới mặt đất mà có sinh khí, ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Thiên chúa đã tạo nên người đàn ông bà, vì người đàn ông không tìm được một chợ ta xứng đáng nơi các con vật, thiên chúa lại tạo nên người đàn bà. Họ gắn bó với nhau như một xương một thịt. Như vậy địa đàng là nơi con người được an nhàn, hạnh phúc, không phải vất vả vì cơm bánh và có bạn tâm tình. Mọi sự thiên chúa đã lo cho hết. Hai. Giống Thiên Chúa. Sáng thế viết: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Chúng ta có thể hiểu rằng theo câu nói đó Thiên Chúa có hình ảnh giống chúng ta, tức là cũng có mắt, mũi, miệng, chân, tay và thân thể giống chúng ta. Đó là cách hiểu thông thường. Trong bức tranh tạo nên người đàn ông thiên chúa được họa như một con người khi nói đến thiên chúa người ta hay nghĩ đến một ông vua nào đó đang ngự trên thiên đàng nơi một vùng trời nào đó mơ ước của con người là sau khi chết được lên ở nơi có hạnh phúc đó tuy nhiên câu nói trên cũng có thể hiểu rằng con người nếu nó muốn là con người phải sống theo hình ảnh hay lời của thiên chúa để hiểu rõ câu nói này hơn Chúng ta nên nhìn vào sự Thiên Chúa sáng tạo các sinh vật. Chúng ta thấy Thiên Chúa sáng tạo các sinh vật, thủy quái, gia súc, loài bò sát, gia thú, chim trời. Các con vật này Thiên Chúa không sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy con người khác các con vật khác ở điểm con người giống Thiên Chúa và các con vật không giống Thiên Chúa. Điều này lại nói rằng nếu con người không giống Thiên Chúa, nó sẽ giống các con vật khác ít nhất ở điểm chúng không giống thiên chúa như vậy chính sự giống thiên chúa làm con người khác các con vật khác thiên chúa có điều gì đặc biệt con rắn nói với hế và nhưng thiên chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác vậy biết phân biệt giữa thiện và ác là một đặc tính nổi bật của các thần linh các con vật không biết điều đó và con người trước khi ăn trái cấm không biết điều đó chính thiên chúa cũng nói với các thần linh về adam và Eve và sau khi họ ăn trái cấm này giờ đây con người đã trở thành một kẻ trong chúng ta biết điều thiện điều ác bây giờ đừng để nó hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi người đàn ông và vợ sống trong địa đàng và dù họ trần truồng họ không thấy hổ thẹn trước mặt nhau cứ theo sáng thế, nếu họ không ăn trái của cây biết thiện biết ác, họ không biết phân biệt thiện và ác. Cũng vẫn theo sáng thế, thiên chúa và các thần linh biết phân biệt thiện và ác. Các con vật khác con người cũng giống con người, trước khi ăn trái cấm, không biết phân biệt thiện với ác. Thực tế là con người đã ăn trái cấm và đã biết phân biệt thiện và ác. Sau khi ăn trái cấm, Adam và Eve và thấy mình trần truồng và biết xấu hổ xấu hổ là tình cảm nhận biết sự khác biệt giữa lành và dữ. Khi người ta không còn biết xấu hổ, người ta trở nên giống súc vật không biết sự khác biệt giữa lành và dữ. Chính sự biết phân biệt thiện và ác làm cho con người giống thần linh. 3. Sa đoạ, ra khỏi địa đàng, trần gian, khổ cực, sự chết và tội lỗi. Con rắn được kể là con vật khôn ngoan nhất. Thiên Chúa cấm Adam và Eve và không được ăn trái của cây cho biết thiện và ác ở giữa vườn vì nếu họ ăn, họ sẽ phải chết. Nhưng họ đã ăn trái cấm. Việc họ ăn trái cấm được gọi là sa đọa. Như vậy sa đọa là không nghe lời Thiên Chúa. Kết quả của không nghe lời Thiên Chúa là bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Thiên Chúa phán với Adam: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã chuyển cho người rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bối đất, và sẽ trở về với bụi đất. Vậy không nghe lời Thiên Chúa con người bị đuổi ra khỏi Địa đàng hay miền hạnh phúc và vào miền đất khổ cực. Hơn thế nữa, nó còn phải trở về với cát bụi từ đó nó đã được sáng tạo ra. Xem ra cứ ở Địa đàng, con người sẽ sống không những hạnh phúc mà còn vĩnh cửu, mặc dù nó bị cấm ăn trái của cây trường sinh. Khi vào trần gian, con người phạm tội tội nặng đầu tiên là tội anh giết em, Cao In giết Ra Thiên Chúa đã phạt Cao In nặng về tội này, giờ đây ngươi sẽ bị nguyền rủa bởi chính đất đã há miệng hút lấy máu em ngươi đã đổ ra nơi tay của ngươi. Ngươi có canh tắc đất này, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt nơi mặt đất. Khi con người lang thang trên trần gian, chúng phạm rất nhiều tội. Thiên Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng chúng chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Thiên Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và người buồn lòng, bốn con người và nét gấp đôi. Chúng ta thấy gì trong các điều vừa trình bày ở trên? A, à, thú vật không biết phân biệt thiện và ác. Như vậy chúng sống theo bản chất của chúng và đối với chúng không có vấn đề làm lành lánh dữ b thiên chúa và các thần linh biết phân biệt thiện ác thiên chúa sống theo thiện vì người ghét điều ác trong thánh kinh thiên chúa biểu tượng cho công chính và tốt lành vậy thiên chúa vừa là đấng sáng tạo vừa là đấng tốt lành thiên chúa đã hối hận và buồn rầu vì đã tạo ra con người suốt ngày chỉ toan tính những ý định xấu c con người biết phân biệt thiện và ác con người giống thiên chúa và các thần linh ở chỗ nó biết phân biệt thiện ác nhưng con người chỉ giống thiên chúa và các thần linh một phần nó chưa phải là một thần linh vì nó không sống theo thiện nó phạm nhiều tội hay sống theo ác như vậy con người chỉ hoàn toàn giống thiên chúa khi nó sống theo thiện con người có tự do chọn lựa giữa thiện và ác xem ra thiên chúa và các thần linh không có tự do này vậy đâu là thiện và đâu là ác theo sáng thế con người là thiện khi nó ở nơi địa đàng cùng với thiên chúa và các thần linh và con người là ác khi nó bị đuổi ra khỏi địa đàng và lang thang trên mặt đất khi ở địa đàng là khi con người vâng lời thiên chúa khi ở trần gian là khi con người không vâng lời thiên chúa và làm những việc xấu vậy vâng lời thiên chúa là thiện và vâng lời trần gian là ác Lời Thiên Chúa sau này được quy định trong 10 điều răn của mô -xê và trong bài giảng trên núi của Chúa giê D. Tuy nhiên ngay khi ở trần gian, con người cũng có thể theo lời Thiên Chúa và làm việc thiện. Khi con người biết phân biệt thiện và ác, nó quý thiện hơn ác, nó đặt giá trị của thiện cao hơn giá trị của ác. Nếu Thiên Chúa hay đạo là biểu hiệu của thiện và trần gian là biểu hiệu của ác, con người quý đạo hơn trần gian d như vậy sáng thế đặt con người trước nét gấp đôi con người hoặc theo thiên chúa hoặc theo trần gian con người tương giao với hai thực thể thiên chúa hay đạo và trần gian e theo trần gian là sự thực xảy ra hàng ngày sở dĩ con người theo trần gian là vì nó thường nhật nghĩ rằng trần gian là đời sống của nó và hạnh phúc của nó cũng nằm nơi trần gian mặc dù nó gặp nhiều khổ ải nơi trần gian và một trong những khổ đó là nó phải chết chúng ta nên nhớ rằng nếu không có đạo con người toan tính những ý định xấu suốt ngày d con người ước vọng một thiên đàng chỉ có hạnh phúc mà không có khổ ải với một đời sống vĩnh cửu nhiều người nghĩ rằng chuyện sáng tạo con người trong sáng thế chỉ là chuyện tưởng tượng tuy nhiên chuyện dù tưởng tượng này cũng nói lên một sự thật nơi con người con người mang trong lòng nó ước vọng về thiên đàng với một đời sống vĩnh cửu chúng ta có thể nghi ngờ về sự hiện hữu của một thiên đàng như thế tuy nhiên chúng ta không thể nghi ngờ về sự hiện hữu của ước vọng về một thiên đàng như thế nếu chúng ta bỏ ý nghĩ rằng hiện hữu chỉ sự hiện diện cụ thể của một sự vật chẳng hạn của con chim trên mái hiên một thiên đàng nơi ước vọng cũng có một hiện hữu nếu hạnh phúc hay đau khổ là một trạng thái của tâm hồn và chúng ta biết rằng chúng có thực một thiên đàng nơi ước vọng cũng có thực có người sống trong một khuôn khổ mà không chỉ gồm thế giới vật chất mà còn gồm cả một thiên đàng nơi ước vọng thiên đàng này có thực không phải ở nơi này hay nơi kia mà ở trong lòng của mỗi người như thế đối với con người nó còn có thực hơn viên đá trên đồi xa con người là một con vật có ước vọng về thiên đàng. Vậy câu hỏi được đặt ra là, con người có nên từ bỏ ước vọng đó hay không? Có hai câu trả lời, có và không. Trả lời có, con người nên từ bỏ ước vọng về thiên đàng, vì đây là một hao huyền. Kết quả là chỉ còn có chân gian. Nếu chỉ có chân gian, con người chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày, gian dối, tranh giành, hận thù, trộm cướp chiến tranh tà dâm và đau khổ không có ước vọng về thiên đàng con người trở thành ma quỷ chúng ta nên nhớ rằng không có trần gian công chính hòa bình và hạnh phúc ai bám vào trần gian mà lại nói đến công chính hòa bình và hạnh phúc là một tên nói dối hơn nữa vì ước vọng về thiên đàng nằm trong bản tính con người bỏ ước vọng đó là bỏ theo nét gấp đôi nửa phần bản tính của con người nếu nửa phần này lại đưa đến thiên đàng bỏ ước vọng đó là bỏ bản tính của con người là sống trong sai lầm trong mù quáng và trong bóng tối trả lời không con người không nên từ bỏ ước vọng về thiên đàng ước vọng về thiên đàng đòi hỏi con người làm lành lánh giữ từ bỏ những ý định xấu và lo làm những việc công chính dẫn tới hòa bình và hạnh phúc thực ra một thiên đàng ở một cõi trời nào đó với một đời sống vĩnh cửu là đối tượng của một niềm tin của một số người và đối tượng của sự nghi hoặc của một số người khác tuy nhiên sống ngay lành đưa lại hạnh phúc là một sự thể mà mỗi người có thể kinh nghiệm được ngay trong đời này vậy nếu được nhìn đúng thiên đàng hay cõi hạnh phúc không phải chỉ là một cái gì đến sau khi chết mà còn là một cái gì có ngay trong đời này bình an dưới thế cho người lòng ngay sống với lòng ngay đạt được bình an ngay nơi thế giới này sống với ước vọng về thiên đàng là sống trọn vẹn bản tính của con người với ước vọng về thiên đàng con người có thể trở thành thần linh khi còn ở chân gian con người cần cơm bánh nhưng nó cần sống với lời thiên chúa chúng ta nên nhớ rằng con người vẫn có cơm bánh khi nó sống với lời thiên chúa có khi nó còn có nhiều cơm bánh hơn khi nó sống gian dối. Trong khi bỏ ước vọng về thiên đàng hủy bỏ thiên đàng, không bỏ ước vọng về thiên đàng không hủy bỏ cơm bánh. Hơn thế nữa nó còn làm cơm bánh trở nên tốt đẹp hơn, có cơm bánh mà không có các ý định xấu. Ngay trong địa đàng trước khi con người xa ngã cũng có giá thú, chim trời, cá biển, trái cây, cỏ xanh mà con người làm chủ khuôn khổ sống trong đó có thế giới vật chất và ước vọng thiên đàng thì một trời một vực tốt đẹp hơn khuôn khổ trong đó chỉ có thế giới vật chất mà thôi vậy sống theo ước vọng về thiên đàng là sống trong sự thật trong tri thức tối thượng và trong ánh sáng sáng thế đặt con người trước nét gấp đôi thiên chúa hay đạo sự tốt lành và trần gian hay ma quỷ những ý định xấu nó hướng dẫn con người từ bỏ trần gian nơi mà sự ác sự chết và đau khổ đi với nhau và tiến vào thiên đàng của Thiên Chúa nơi mà sự tốt lành, đời sống vĩnh cửu và hạnh phúc đi với nhau.